Ó tươi. Tỏi. Sả này. Bột ngọt, mì chính. Muối. Sa tế. Mật ong. Hạt tiêu xay. Nước mắm. Dầu ăn. Tương cà. Ớt. Mì chính này. Muối này. Nước mắm này. Dầu ăn. Tương cà này. Mật ong. Sa tế này. Chanh. Chanh. Ngũ vị hương.
Xin mời các bác nhá. Đây là món gà bóng đêm ngon nhất thế giới. Có con hai con này này thì nó gần phía đốt này nó cháy hơn, nhưng mà cũng vẫn là cháy vỏ thôi, thịt ở trong vẫn còn thơm ngon nguyên. Còn ba con ở phía đằng sau thì rất là tuyệt vời. Úp như này mà non lửa thì có thể là bị tanh, không sôi được, nên là quá lửa một chút như này thì rất là tuyệt vời. Nhìn phía ngoài thì rất là đen, nhưng mà khi mà đây, bỏ này đi, đây là một món gà tuyệt vời nhất. Xin mời các bác nha. Khá là khô. Mời các bác. Thank you.
các bác nhá. Món nướng cái này nó rất là khô, khô hơn gà luộc rất là nhiều. Yeah. Nhậu thì uống bia liên tục thì ăn nhiều. Tuyệt vời.